chẳng còn nhớ cảm giác. Anh ơi, trên TikTok đang có món hot kem nâu tiramisu ấy, anh chia sẻ cho em đi. Ôi, món này mày hot cái gì nữa, món này xưa rồi. Em đã thử kem xanh lá nếp chưa? Vậy anh chia sẻ cho em đi, nghe hấp dẫn đấy. Ok em, để anh chia sẻ cho em nhá. Mọi người xung quanh từng nói về em chẳng như anh nghĩ. Bỏ ngoài tai thôi, dù đúng hay sai, anh vẫn yêu em đậm sâu. Chưa một lần anh thấy hối hận vì những gì anh đã chọn. Anh biết rằng trên thế giới này chẳng có ai một nơi như em. Anh chẳng thể nào ngừng yêu em vì niềm vui bên em quá lớn. Dẫu thế nào anh sẽ chẳng bằng lòng để mất em trong cuộc đời. Nếu thật lòng em còn hoài nghi thì làm phiền nghe anh nói nhé. Anh có một tình yêu đơn giản như chính con người anh. Rất chân.